Chào các bạn, hôm nay VNX sẽ mang đến một cuộc so sánh rất là thú vị giữa khóa học CCNA Online và CCNA Offline, giúp bạn lựa chọn được phương pháp học hiệu quả nhất khi gia nhập Học viện Quản trị mạng VNX. Và khi tham gia khóa học sinh quản trị mạng CCNA thì người học đều phải đối mặt với hai lựa chọn, thứ nhất là online hoặc là offline tại trung tâm. Và mỗi hình thức thì đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng việc lựa chọn hình thức học phù hợp nó là cái yếu tố mà quyết định sự thành công của học viên. Trước đây là học online thì đây là một hình thức học rất là tiện lợi cho các bạn học kỳ một nơi nào hoặc là ở đâu, phù hợp với những người có lịch trình khá là bận rộn. Thứ hai đó là tiết kiệm chi phí, không phải di chuyển, giảm được chi phí đi lại và ăn uống. Thứ ba là khi học online thì vì học tập theo cái nhịp độ cá nhân, tức là mình có thể tự điều chỉnh tốc độ học, thời gian học và xem lại được bài giảng rất là nhiều lần. Còn những điều của online đó là mình có thể tương tác trực tiếp với giảng viên, học viên thì có thể trực tiếp vào câu hỏi, thảo luận và nhận phản hồi ngay lập tức từ giảng viên.